Thưa quý vị và các bạn, tỷ phú Phạm Nhật Vượng vừa bốc hơi 27 tỷ đô la Mỹ sau cú quay đầu của cổ phiếu VFS VinFast, khiến tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chỉ còn 39 tỷ đô la Mỹ theo cập nhật mới nhất của Forbes. Với số tài sản này thì xếp hạng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chỉ còn đứng thứ 30 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh. Sau hàng loạt phiên tăng ấn tượng, nâng cổ phiếu VFS của VinFast tăng hơn 300% trong tuần trước. Tuy nhiên, bất ngờ cổ phiếu VFS đã quay đầu, lao dốc mạnh trong phiên giao dịch vào ngày 29 tháng 8. Cụ thể, tính tới lúc 22 giờ 55 phút ngày 29 tháng 8 theo giờ Việt Nam, cổ phiếu VFS của VinFast giảm hơn 33%, xuống mức là 55 đô la Mỹ trên một cổ phiếu, với khối lượng khớp lệnh đạt 5,5 triệu đơn vị. Ở mức giá này, thì vốn hóa của hãng xe điện Việt Nam giảm về còn 126 tỷ đô la Mỹ. So với phiên giao dịch trước đã giảm 63 tỷ đô la Mỹ. Đóng cửa phiên giao dịch, cổ phiếu VFS của VinFast ngày càng giảm mạnh hơn, về mốc 46,25 đô la Mỹ trên một cổ phiếu, giảm tới 36,1 đô la Mỹ, tức là giảm đến 43,84%. Ở mức giá đóng cửa này thì vốn hóa của VFS chỉ còn xuống 107,4 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn gần 84 tỷ đô la Mỹ so với phiên trước, đạt 190 tỷ đô la Mỹ. Với mức thị giá hiện nay, tổng giá trị vốn hóa thị trường của VinFast đã mất 80 tỷ đô la Mỹ chỉ sau một ngày giao dịch, xuống còn 107,4 tỷ đô la Mỹ. Dù cổ phiếu VFS chìm trong sắc đỏ, tuy nhiên VinFast vẫn đang tiếp tục giữ vị trí top 3 hãng sản xuất ô tô điện lớn nhất thế giới sau Tesla và Toyota về giá trị vốn hóa thị trường. Theo đó, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo cập nhật mới nhất của Forbes cũng sụt giảm tới 41%, chỉ còn 39 tỷ đô la Mỹ, tức là giảm tới 27 tỷ đô la Mỹ. Với khối tài sản này, xếp hạng của tỷ phú Phạm Nhật Vượng chỉ còn đứng thứ 30 trong danh sách những người giàu nhất hành tinh. Trước đó, vào 11h45 phút trưa ngày 29 tháng 8 theo giờ Mỹ, cổ phiếu của VinFast xuống mức 54,5 đô la Mỹ trên một cổ phiếu, giảm gần 33% so với giá tham chiếu. Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu giảm xuống còn 47,7 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 26 trên thế giới. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch vào ngày 29 tháng 8 trên sàn chứng khoán Nasdaq, cổ phiếu VinFast VFS của tỷ phú Phạm Nhật Vượng quay đầu giảm khá mạnh. Có lúc giảm gần 15% từ mức giá đóng cửa hôm qua là 82,35 đô la Mỹ trên một cổ phiếu, xuống gần 70 đô la Mỹ. Tới 11 giờ 45 phút trưa ngày 29 tháng 8 theo giờ Mỹ, tương đương là 23 giờ 45 phút đêm 29 tháng 8 theo giờ Việt Nam, cổ phiếu VinFast rớt xuống còn 54,5 đô la Mỹ trên một cổ phiếu, giảm gần 33% so với giá tham chiếu. Tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng sở hữu giảm xuống còn 47,7 tỷ đô la Mỹ, xếp thứ 26 trên thế giới. Đây là một diễn biến trái ngược với trước giờ giao dịch phiên 28 tháng 8. Cổ phiếu VFS đã tăng vọt thêm vài chục phần trăm, có lúc lên mức giá cao kỷ lục mới là 90 đô la Mỹ trên một cổ phiếu, tương ứng giá trị công ty đạt gần 210 tỷ đô la Mỹ. Trong khoảng một tiếng trước giờ giao dịch chính thức vào ngày 29 tháng 8, thì cổ phiếu của VinFast giảm từ 10 tới 13% xuống mức 71 đến 72 đô la Mỹ trên một cổ phiếu. Ngoài ra, VinFast vẫn có vốn hóa vượt xa các ông lớn trong ngành với lịch sử phát triển rất lâu đời như General Motors, Ford, Honda, Ferrari, Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz. Tuy nhiên, ông Vượng vẫn đứng ở vị trí giàu số 1 Đông Nam Á trên 3 tỷ phú giàu nhất Indonesia, gồm hai anh em người Indonesia là Budi Hartono và Michael Hartono, những người đang sở hữu 25 tới 26 tỷ đô la Mỹ. Trong nước, tính tới hết ngày 29 tháng 8 thì Việt Nam vẫn có 6 tỷ phú đô la Mỹ theo bảng danh sách của Forbes, xếp sau ông Vượng là ông Trần Đình Long, chủ tịch tập đoàn Hòa Phát, với khối tài sản là 2,3 tỷ đô la Mỹ, tăng 100 triệu đô la Mỹ so với ngày 28 tháng 8. Chủ tịch Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo hiện sở hữu khối tài sản là 2,1 tỷ đô la Mỹ, chủ tịch Techcombank Hồ Hùng Anh có 1,6 tỷ đô la Mỹ. Ông Trần Bá Dương của Thaco và gia đình sở hữu khối tài sản là 1,5 tỷ đô la Mỹ. Ông chủ Masan Nguyễn Đăng Quang có 1,2 tỷ đô la Mỹ. Vốn hóa chỉ bằng nửa VinFast nhưng BID vừa có nửa đầu năm không thể rực rỡ hơn. Doanh số lập kỷ lục, lợi nhuận tăng 3 chữ số. Với lợi nhuận dòng trong nửa đầu năm 2023 của BID tăng hơn 200% so với cùng kỳ. BID vừa cho biết lợi nhuận nửa đầu năm của hãng đã tăng 204,7% khi mà hãng xe này phá kỷ lục giao hàng và giữ ngôi vị thương hiệu ô tô bán chạy nhất Trung Quốc. BID cho biết lợi nhuận dòng trong nửa đầu năm 2023 của hãng đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ, tăng 204,7% so với một năm trước, nhờ doanh thu tăng 72,7%. Theo Reuters, lợi nhuận dòng trong quý 2 của BID cũng đã tăng 144,7%, mức tăng thấp hơn so với quý 1 khi lợi nhuận tăng gấp 5 lần.
Nhà sản xuất ô tô có trụ sở tại Thâm Quyến đã củng cố vị trí dẫn đầu của mình ở thị trường ô tô lớn nhất thế giới trong bối cảnh cạnh tranh về giá ngày càng gay gắt, trong khi nhu cầu mua xe chậm lại. Từ tháng 10 năm ngoái, thì BYD đã vượt mặt Volkswagen để trở thành hãng sản xuất số 1 tại thị trường Trung Quốc. Được thúc đẩy bởi loại xe hybrid và xe thuần điện, doanh số của BYD đã lập kỷ lục với lượng giao hàng đạt 7.244 xe trong quý 2. Tuy nhiên, lợi nhuận đang có dấu hiệu mỏng dần do áp lực từ cuộc chiến giá cả do đối thủ Tesla khởi xướng từ đầu năm. Reuters cũng cho biết thêm, từ tháng 2 thì BYD đã tung ra phiên bản mới cho 8 mẫu xe bán chạy nhất của mình với giá thấp hơn 4-25% so với thế hệ cũ. Họ cũng tham gia mạnh mẽ vào làn sóng xuất ngoại với các showroom trưng bày sản phẩm mới tại Singapore, Australia. Theo dữ liệu từ Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Trung Quốc, trong số 612.425 xe thuần điện được BYD bán ra trong nửa đầu năm 2023, 10% là xe xuất khẩu. Cùng thời điểm, Tesla bán được 889.015 xe. Tỷ suất lợi nhuận gộp trong quý 2 của hãng là 18,83%. Theo thống kê từ Company Market Cap, vốn hóa của BYD thời điểm ngày 29 tháng 8 đạt 90,34 tỷ đô la Mỹ, giảm hơn 30% so với thời điểm một năm trước. Thời điểm cao nhất vào giữa năm 2022, vốn hóa của hãng có thời điểm đạt 144 tỷ đô la Mỹ. Mức vốn hóa hiện tại của BYD chưa bằng một nửa so với VinFast Auto. Sau những màn tăng giá cổ phiếu mạnh mẽ thời gian qua, thì VinFast đang được định giá ở mức là 191,23 tỷ đô la Mỹ. Cả hai đều nằm trong top 5 nhà sản xuất ô tô có vốn hóa lớn nhất thế giới. Thưa quý vị, với sự tăng trưởng nhảy vọt của cổ phiếu VinFast, thì tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng theo đó cũng không ngừng tăng lên. Hiện tại, ông Phạm Nhật Vượng đang đứng ở vị trí giàu thứ 16 trên thế giới với 66 tỷ đô la Mỹ tính tại thời điểm ngày 28 tháng 8. Trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày 28 tháng 8 trên sàn chứng khoán Nasdaq của Mỹ, cổ phiếu VinFast của tỷ phú Phạm Nhật Vượng vẫn chưa dừng bứt phá với việc tăng thêm hơn 30% so với phiên liền trước, từ 68,77 đô la Mỹ một cổ phiếu lên mức giá cao kỷ lục mới 90 đô la Mỹ một cổ phiếu, tương ứng giá trị công ty đạt gần 210 tỷ đô la Mỹ. Trước phiên giao dịch chính thức ngày 28 tháng 8, có lúc cổ phiếu VFS tăng lên 92 đô la Mỹ một cổ phiếu. Con số này bỏ xa mức giá đóng cửa phiên chào sàn là 37 đô la Mỹ một cổ phiếu hôm 15 tháng 8 hay mức giá tham chiếu phiên đầu tiên 10 đô la Mỹ một cổ phiếu. Với mức giá mới thiết lập, vốn hóa của VinFast đang dần tiệm cận hãng xe hơi lớn thứ hai thế giới Toyota. Hãng xe của Nhật có vốn hóa tính tới 25 tháng 8 là 222 tỷ đô la Mỹ, trong khi đó, hãng Tesla của Mỹ có vốn hóa 757 tỷ đô la Mỹ. Vốn hóa của VinFast gấp gần 2,5 lần so với ông lớn xe điện Trung Quốc BYD đang nổi đình đám, làm mưa gió ở nhiều nước với lượng bán xe rất lớn. Nửa đầu năm 2023, BYD giao hơn 1,26 triệu xe. Trong năm 2022, hãng xe điện Trung Quốc bán 1,86 triệu xe, gấp 3 lần so với 2021. BYD đang tấn công mạnh mẽ sang thị trường ASEAN. Cổ phiếu VinFast tiếp tục được đẩy lên cao trong bối cảnh lượng cổ phiếu lưu hành tự do của VinFast ở mức rất thấp, là 4,5 triệu đơn vị so với hơn 2,3 tỷ cổ phiếu VFS được niêm yết. Giới đầu tư trên thị trường tài chính Mỹ dường như vẫn đang đánh cược giá cổ phiếu VinFast còn tiếp xu hướng tăng, một hiện tượng thường thấy khi một số hãng xe điện và công nghệ niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ giai đoạn đầu. Trước đó, nhiều cảnh báo cho thấy rằng tỷ lệ cổ phiếu lưu hành tự do free float thấp như hiện tại khiến những ai muốn short, tức là bán khống, có thể thua lỗ cháy túi. Trong khi đó, nếu các nhà đầu tư trên thế giới đánh lên, khả năng thắng cao hơn. Trên thực tế, tỷ lệ free float dưới 1% là quá nhỏ. Nếu 100% cổ phiếu được tự do giao dịch, tình hình có thể sẽ rất khác. Theo Chủ tịch VinFast Lê Thị Thu Thủy, số lượng cổ phiếu lớn hơn dự kiến sẽ được đưa ra thị trường trong khoảng 6 tháng đến 1 năm tới. Dù vậy, việc cung ứng thêm cổ phiếu VinFast ra thị trường được cho là hạn chế trong thời gian tới. Dự kiến có thêm khoảng 3 triệu cổ phiếu sẽ được đưa ra thêm trong lần đầu và khoảng 30 triệu trong thời gian sau đó. Điều này cũng đồng nghĩa với lượng cung tiếp tục ở mức rất thấp, trong khi đó phía cầu được đánh giá là khá cao. Theo những diễn biến giao dịch và những lần làm truyền thông, cung cấp thông tin tích cực cũng như tham vọng rất lớn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng. Một điều cũng được nhiều người nhìn thấy là các tỷ phú Việt Nam, trong đó có ông Phạm Nhật Vượng, hiểu và luôn tìm cách phát huy đặc tính của thị trường chứng khoán, vốn là nơi huy động vốn để doanh nghiệp phát triển. Với vị thế một doanh nghiệp tư nhân lớn nhất Việt Nam, Vingroup có thể hỗ trợ cho VinFast trong vòng 1 đến 2 năm nữa, với nguồn tiền bơm theo cam kết từ tổ chức này và ông Phạm Nhật Vượng là 2,5 tỷ đô la Mỹ. Tới cuối giờ chiều ngày 28 tháng 8 theo giờ Việt Nam, tài sản của tỷ phú Phạm Nhật Vượng tăng thêm 100 triệu đô la Mỹ lên 66 tỷ đô la Mỹ nhờ cổ phiếu Vingroup trên thị trường chứng khoán tăng khá mạnh.
Trong phiên ngày 28 tháng 8, trên sàn chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh, cổ phiếu Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng thu hút sự quan tâm của khối ngoại. Cổ phiếu Vingroup tăng 1.200 đồng lên 64.700 đồng một cổ phiếu. Nhiều nhà đầu tư kỳ vọng VinFast có thể duy trì được mức vốn hóa khủng cả 100 tỷ đô la Mỹ trên sàn Nasdaq và đây là khởi đầu của một huyền thoại xe điện mới.